Chào tất cả mọi người. Hôm nay mình xin đại diện nhóm 6 lớp IB45 ngồi đây để cùng bàn luận với mọi người về chủ đề bác sĩ tiết niệu liệu có thật sự giúp bệnh nhân ngăn ngừa lus cho BPH hay không. Vậy trước tiên ta cần hiểu BPH là gì? BPH là viết tắt của Benign Prostatic Hyperplasia, với nghĩa tiếng Việt là tăng sản lành tính tiền liệt tuyến, hay còn hiểu là tình trạng sưng không phải do ung thư ở tuyến tiền liệt. Vậy thì một bệnh nhân mắc BPH thường đến với chúng ta với triệu chứng dễ thấy nhất đó là tiểu đêm. Nhưng trước tiên ta cần phải loại trừ các nguyên nhân thường thấy dẫn tới tiểu đêm như bệnh nhân có stress, căng thẳng, bệnh nhân uống nhiều nước sau 17 giờ, bệnh nhân mắc các bệnh về đái tháo đường, tăng huyết áp, thiếu ADH. Sau khi loại trừ được các nguyên nhân trên thì ta mới bắt đầu nghi ngờ đến việc bệnh nhân này liệu có mắc BPH hay không. Tuy nhiên, tiểu đêm không phải là một triệu chứng duy nhất của BPH mà chỉ là một trong tập hợp các triệu chứng đường tiểu dưới, hay còn gọi là LUTS, Lower Urinary Tract Symptoms. Trong đó, LUTS có 3 triệu chứng chính, đó là triệu chứng tống xuất, triệu chứng chứa đựng và triệu chứng sau đi tiểu. Trong đó, triệu chứng gây khó chịu nhất cho bệnh nhân đó là triệu chứng chứa đựng, bao gồm tiểu nhiều lần vào ban ngày, tiểu đêm, tiểu gấp, tiểu không kiểm soát. Vậy thì bây giờ ta quay lại với câu hỏi ban đầu, liệu các bác sĩ tiết niệu có thật sự giúp bệnh nhân ngăn ngừa lus cho BPH hay không? Dễ thấy rằng đối với các bác sĩ ở Việt Nam hiện tại chỉ tập trung vào việc điều trị hơn là tư vấn phòng ngừa cho bệnh nhân. Nguyên nhân không chỉ chủ quan ở các bác sĩ vì bác sĩ không thật sự có thời gian, mà nguyên nhân khách quan còn đến từ phía người dân không thật sự ý thức với việc khám sức khỏe tổng quát mỗi 6 tháng một lần để các bác sĩ có thể tư vấn phòng ngừa mà chỉ tìm đến bác sĩ khi họ đã mắc bệnh. Tuy nhiên, ở thời đại 4.0 hiện nay, chúng ta vẫn có thể tìm được các phương pháp phòng ngừa thông qua các phương tiện truyền thông như Facebook, TikTok, các công cụ tìm kiếm như Google, Gemini. Trong số đó, có 2 bài tập dễ dàng thực hiện mà chúng ta ai cũng có thể làm được tại nhà. Đầu tiên đó là bài tập Kegel. Kegel được mô tả bởi bác sĩ phụ khoa của Mỹ vào năm 1948. Đây là bài tập làm vẽ cơ sàn chậu và hỗ trợ các cơ quan sinh dục. Lợi ích của việc tập Kegel đối với nữ giúp giảm đau lưng dưới, giảm tiểu buốt, giảm sóng tiểu, táo bón, giảm đau sau khi quan hệ. Còn đối với nam, giúp kiểm soát xuất tinh tốt hơn, giúp cải thiện tình trạng rối loạn cương dương, tăng kích thước dương vật, giúp cải thiện sức khỏe bàng quang, kiểm soát đường tiết niệu. Tiếp theo đó là bài tập squatting. Squatting là bài tập ngồi trên 10 đầu ngón chân, chống hai tay lên hông và nhảy cóc. Có tác dụng giúp săn chắc cơ đùi mông, hỗ trợ giảm cân, tốt cho tiêu hóa, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, cải thiện khả năng giữ thăng bằng và cải thiện khả năng tình dục. Phần trình bày của mình đến đây là hết. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe.